người, ngày hôm nay Thu Ly rất vui khi có mặt tại buổi ra mắt phim Phát đàn của kẻ điên 578 của chị Hen, bởi vì đây là một trong những bộ phim mà Ly đã trông chờ từ rất là lâu, và bản thân Thu Ly cũng là một trong những người bạn của chị Hen rất là nhiều năm nay. Và đây là một trong những vai diễn mới của chị Hen mà Ly cảm thấy là có cái bước ngoặt rất lớn để mà chị Hen bước sang một cái công việc, một lĩnh vực khác, nên là mình rất là mong muốn mình đến đây để ủng hộ chị Hen. Chứ cũng đã lâu rồi bản thân Ly chỉ đi ra mắt những cái buổi ra mắt phim như thế này, và thực sự lần này thì mình cảm thấy giờ đó người chị của mình xuất hiện, và đồng thời là mình cũng đang rất là mong ngóng là làm sao có thể tới được tới giờ chiếu phim. Thì không biết là Ly kỳ vọng như thế nào vào vai diễn của chị Hen ha? Với gương mặt sắc sảo, cá tính và đậm chất mạnh mẽ như thế thì Ly tin chắc rằng vai diễn lần này khi mình chưa coi nha, mình rất là mong chờ và chị Hen, bởi vì Ly biết rằng là chị Hen là một người rất là quyết tâm, rất là cố gắng. Ly biết rằng là để chuẩn bị cho vai diễn này thì chị Hen đã học võ và việc lập mình một thời gian rất là dài để mình chuẩn bị cho vai diễn này. Ly tin chắc rằng là đây cũng sẽ là một trong những cái điều rất là bất ngờ, và ngay bây giờ mình cũng chưa dám nói được điều gì, vì mình tin chắc vào cái năng lượng và sự cố gắng của chị Hen để tạo ra cái sự hoàn thiện cho vai diễn này. Và Ly cũng hy vọng rằng là mọi người cũng Ly sẽ ủng hộ cho chị Hen trong bất kỳ vai trò là sắp tới của chị, và Ly cũng hoàn toàn tin tưởng 100% rằng bộ phim Phát sóng của kẻ điên 578 này sẽ là một trong những bộ phim hot nhất ngoài rạp của tại. Định hướng một chút xíu về cái con đường của Ly sắp tới á, mình có nghĩ là mình sẽ chuyển sang phim về lĩnh vực diễn viên không? Hiện tại thì bản thân Ly đang là một người mẫu, và đồng thời cũng là người đẹp xuất hiện trong rất là nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên là về cái ngành diễn viên thì bản thân mình cũng chưa từng thử sức, và mình cũng đã có một vài cơ duyên được thử diễn và tập diễn thôi. Nhưng mà mình không nghĩ rằng là trong thời điểm hiện tại mình sẽ lái qua ngành diễn viên đâu, vì mình tin chắc rằng khi nào mình chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và cơ hội tới thì luôn sẵn sàng nắm bắt. Biết đâu được trong tương lai thì Ly cũng mong muốn mình sẽ có những cái bước đi mới trong cái ngành diễn viên, nhưng mà hiện tại thì chắc chắn là không, nên Ly chỉ hy vọng rằng mình sẽ luôn học và luôn cố gắng học mỗi ngày với rất là nhiều kỹ năng khác nhau để chờ đón những cơ hội khác nhau trong cuộc sống. Và Ly cũng đã từng tốt nghiệp một trường về diễn xuất nên Ly hy vọng rằng là biết đâu được mình cứ chuẩn bị đầy đủ hành trang thì cơ hội tới thì mình sẽ nắm bắt thôi. Để mà trở thành một diễn viên á, thì khi mà chọn cái vai diễn á, thì Ly nghĩ là mình sẽ thích cái vai diễn Ly hiện tại hay là khóa thân thành một cái nhân vật khác? Để mà trở thành một diễn viên thì Ly tin chắc rằng là rất là muôn màu muôn vẻ, với rất nhiều cá tính và màu sắc khác nhau. Nhưng mà đối với Ly, nếu như được chọn cho vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình thì Ly tin rằng là một vai diễn với cái sự mạnh mẽ và góc cạnh của chính cái người thật của mình sẽ giúp đỡ mình thật nhiều trong cái việc lấy cảm xúc của chính mình và lấy cảm xúc của diễn viên để làm sao hoàn thành tốt nhất. Nên là đó là một trong những cái mong muốn của Ly sau này, nếu như có thể được trở thành một diễn viên. Còn biết đâu thì bất kỳ một cái kế hoạch, một cái vai diễn nào tới với Ly thì đều sẵn sàng cân nhắc, nếu như phù hợp với cái khả năng và với cái cảm xúc của mình thì mình sẽ luôn sẵn sàng đón nhận nó. Thế thì hoa hậu Hoàng Dũng một chút xíu nha, bây giờ thì đã hết cái chặng đường truyền hình thực tế rồi, không biết là mình có cái kỷ niệm gì mình muốn chia sẻ không? Đã hết, như mọi người cũng được biết thì đã hết cái phần hành trình của chương trình truyền hình thực tế Tôi Là Hoa Hậu của Việt Nam 2022. Ly đang là một thí sinh thì Ly cũng là một người được trải nghiệm rất là nhiều năm thi người đẹp với nhau, và lần này thì mình lại là có một cái cơ duyên mới khi mình được quay hình với 71 thí sinh rất là đông số mọi năm, nên thành ra là cái việc là khi mà mình chia tay mình cảm thấy rất là buồn. Có một khoảng thời gian đầu sau khi mà trở về nhà mình đã xong cái cuộc hành trình dài mình quay hình đó, mình cảm thấy rất là nhớ. Và năm nay còn có một cái khác biệt so với mọi năm, đó là một ngôi nhà chung với 6 cô gái, Ly đã quen với việc cuộc sống có rất là nhiều chị em xung quanh, nên Ly cảm thấy rất là nhớ bất kỳ từng hành trình, từng hoạt động của tất cả mọi người. Khi mà giờ phút nào cũng có nhau nên là Ly kiểu là Ly cảm thấy rất là quý, và bây giờ mình cũng hơi nhớ. Và sắp tới thì có lịch tập trung lại, Ly hy vọng rằng là sẽ gặp lại những người bạn của mình để cùng tiếp tục vừa là trải nghiệm, vừa là sự cố gắng cùng nhau, vừa là sự cùng nhau có thể chinh chiến tốt nhất tại hành trình Hoa Hậu Việt Nam 2022. Trong nhà chung thì mình thân với ai nhất, mình có cái kỷ niệm gì với bạn đó? Trong nhà chung thì Ly thân với các chị em như là Như Mỹ hay là Linh Chi, The Face, thì các bạn là những bạn cùng phòng với Ly và thường xuyên là cùng nhau trải qua những cái giờ phút mà khó khăn vất vả nhất trong cái phần hành trình này, thức đêm thức hôm cùng nhau và cùng nhau pha trò vui vui cùng nhau, là động lực của nhau để đi đến chương trình. Thì thành ra là đây là những người bạn của Ly rất là chân quý. Trong top 3 đó thì không biết là Ly có áp lực hay không? Hiện tại
cả. Thì hiện tại công việc chính của Ly, Ly nói thiệt là Ly chỉ cố gắng làm hết sức mình và chuẩn bị thật tốt cho cái chặng mình sắp tới thôi. Nên là Ly sẽ cố gắng và hy vọng là mọi người hãy cùng ủng hộ theo dõi Ly cho chặng sắp tới nha. Và ngày hôm nay thì bản thân Hương Ly cũng vừa tham dự cái buổi họp báo. Và ngày hôm nay thì bản thân Hương Ly cũng vừa tham dự một buổi họp báo công bố đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Siêu quốc gia thế giới là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Thì Ly cũng xin chúc mừng cho Kim Duyên thật là nhiều năng lượng và may mắn, và hy vọng bạn giữ vững tinh thần cùng với sự kiên trì cố gắng của bạn đã hoàn thành tốt, và biết đâu được sẽ mang cái chiếc vương miện đầu tiên cho chương trình Hoa hậu Siêu quốc gia thế giới tại Việt Nam.